Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh học toán online Thì vui lòng ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh học toán online đăng tải video lên Các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh học toán online Rồi bây giờ mời các em mở sách ôn luyện và kiểm tra toán lớp 5 tuần 7 Phần 1 ôn luyện Thì các em có thể xem lại toàn bộ video về ôn luyện và kiểm tra toán lớp 5 được đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Bài tập số 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Câu E. 5cm bằng bao nhiêu dm? Thì 5cm người ta đã đổi ra dm cho các em rồi. Thì ở đây thầy giáo trình bày cách đổi như sau. Trong bảng đơn vị đo độ dài thì hai đơn vị liền kề nhau, đơn vị lớn nó gấp 10 lần đơn vị bé. Muốn đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị bé, nếu hai đơn vị liền kề nhau thì kem lấy số đo nhân đi 10. Còn nếu ngược lại, muốn đổi từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, hai đơn vị liền kề nhau, kem lấy số đo chia cho 10. Đổi từ cm ra đề kem các em lấy số đo là 5 các em chia cho 10 và các em biểu diễn dưới dạng phân số là 5 phần 10 rồi tiếp theo là 5 phần 10 decimet bây giờ các em viết dưới dạng số thập phân các em viết dưới dạng số thập phân xem nó bằng bao nhiêu decimet thì cách đổi một phân số thập phân ra số thập phân như sau. Các em nhớ nếu mẫu là 10 thì khi đổi ra số thập phân phần thập phân của nó sẽ có một chữ số mẫu số là 100 thì phần thập phân sẽ có hai chữ số tương tự như vậy mẫu số là 1.000 thì phần thập phân sẽ có 3 chữ số nó dựa vào số chữ số 0 này có một chữ số 0 thì phần thập phân có một chữ số 100 có hai chữ số 0 thì phần thập phân có hai chữ số. 1000 có 3 chữ số 0 thì phần thập phân có 3 chữ số. Rồi 5 phần 10 đổi ra số thập phân thì phần thập phân của nó có một chữ số. Được chưa? Như vậy các em đưa 5 luôn vào phần thập phân. Còn 5 phần 10 tử bé hơn mẫu. Phân số này bé hơn 1. Tức là 5 phần 10 nó chưa được một đơn vị. Chưa được một đơn vị thì phần nguyên của nó là bằng bằng 0. Rồi tiếp theo là 2 dm này. Bây giờ các em sẽ đổi ra mét. Dm đổi ra mét thì các em cũng lấy số đo chia cho 10. Được chưa? Lấy số đo là 2 chia cho 10. 2 dm bằng 2 phần 10 m Bây giờ các em viết 2 phần 10 dưới dạng số thập phân. 2 phần 10 tương tự như trên bằng 0,2. Các em nhớ nhé, mẫu là 10 thì phần tập phân của nó có một chữ số. 2 phần 10 nó bé hơn 1, tức là 2 phần 10 nó chưa được một đơn vị, do đó phần nguyên của nó sẽ là là 0. Câu B, 8cm, đổi ra mét này, Đổi từ cm ra mét thì các em phải đổi qua dm. Cm. cm ra dm các em chia cho 10. Rồi lấy số đo là 8 chia cho 10. Đổi từ dm ra mét các em chia tiếp cho 10. Rồi hai lần chia là các em đã lấy 8 các em chia cho 100. Bây giờ các em viết 8 phần 100 dưới dạng số thập phân. Được chưa? Các em nhớ nhé. Mẫu là 10 thì phần thập phân của nó có một chữ số. Mẫu là 100 thì phần thập phân của nó có hai chữ số. Rồi các em cứ đưa 8 vào thôi. Đưa 8 vào. Phần thập phân. Nhưng ở đây 8 chỉ có một chữ số đúng không? Để phần thập phân của nó có hai chữ số thì các em phải viết thêm một chữ số 0 vào đằng trước này. Được chưa? Ta có phần thập phân là 08. Các em nhớ là viết vào đằng trước nhé Bởi vì viết vào đằng trước thì 08 của nó chính là bằng 8 Chứ viết vào đằng sau thì nó là 80 rồi 80 thì làm sao mà bằng 8 được Đúng không? Rồi 8 phần 100 Nó chưa được một đơn vị 8 phần 100 nó bé hơn 1 Do tử bé hơn mẫu Như vậy phần nguyên của nó là bằng 0 6 mm này. Đổi ra dm này. Người ta đổi rồi nhưng ở đây thầy giáo sẽ trình bày cách đổi để cho các em hiểu. Đổi từ mm ra dm thì các em chia cho mấy? Đổi ra cm trước này, chia cho 10. Sau đó lại đổi từ cm ra dm các em chia tiếp cho 10. Cả hai lần chia là các em đã chia cho 100 này rồi bây giờ 6 phần 100 các em viết dưới dạng số thập phân. Mẫu là 10 thì phần thập phân có 1 chữ số. Mẫu là 100 thì phần thập phân có 2 chữ số. Rồi đầu tiên các em cứ đưa 6 vào phần thập phân trước. Được chưa? Để phần thập phân có 2 chữ số thì các em viết thêm 1 chữ số 0 vào đằng, đằng trước. Rồi như vậy đây chính là phần thập phân. 6 phần 100 nó chưa được một đơn vị Nó bé hơn 1 Nó chưa được một đơn vị Như vậy phần nguyên là, là 0 Tiếp theo em sang bài tập số 2 Viết cách đọc mỗi số tập phân sau các em nhớ là bao giờ cũng đọc phần nguyên trước Sau đó là các em đọc dấu phẩy Ở đây là không phẩy này Tiếp theo là các em đọc phần tập phân Không phẩy 30 18 B Các em đọc phần nguyên trước 2 Sau đó đọc dấu phẩy phải. 2 phải. Kế tiếp là đọc phần tập phân 54 2,54 Tiếp theo các em sang câu C 15,54 06 15,06 Câu D 30,009 30,009 Tiếp theo em sang bài tập số 3, nối số thập phân với phân số thập phân bằng nhau. Ở đây chúng ta có hàng trên là các số thập phân. Hàng dưới là các phân số thập phân. Bây giờ các em nối số thập phân với phân số thập phân bằng nhau. Đầu tiên là 0,45 nó bằng phân số thập phân nào dưới đây? Thì muốn biết 0,45 bằng phân số thập phân nào dưới đây thì các em sẽ chuyển số thập phân 0,45 thành phân số thập phân như sau. Rồi như đã phân tích ở bài tập số 1. Phần thập phân có hai chữ số thì mẫu là là 100. Phần thập phân có một chữ số thì mẫu là là 10. Phần thập phân có 3 chữ số thì mẫu là là 1.000. Ở đây 0,45 phần thập phân có hai chữ số. Rồi, trước hết là các em bỏ dấu phẩy này đi này. Các em đưa số 45 lên tử số. Được chưa? Bỏ dấu phẩy đi. Ta được 45. 45 các em viết vào tử số. Như vậy là mẫu số là bao nhiêu? Phần tập phân có hai chữ số thì mẫu số là 100. Các em nối 45 phần 100 thôi, rất là dễ. 6,8 này. Các em bỏ dấu phẩy đi. Các em được tử số là 68. Phần tập phân có một chữ số thì là mẫu số là 10. Tức là 6,8 bằng 68 phần 10. 0,029 này Các em bỏ dấu phẩy đi Chúng ta được số 29 Như vậy tử số là 29 Ở phần tập phân có 3 chữ số này Do đó mẫu số là là 1000 Tức là bằng 29 phần 1000 13,3 này Các em bỏ dấu phẩy đi Chúng ta được tử số là 133 Ở phần tập phân có một chữ số này như vậy mẫu số là 10 Tức là Bằng 133 phần 10 20,62 này Các em bỏ dấu phẩy đi Chúng ta được tử số là 2062 Ở đây phần tập phân có 2 chữ số này Như vậy mẫu số là 100 Tức là Số tập phân này bằng 2062 phần 100 Tương tự 11,8 các em bỏ dấu phẩy đi. Chúng ta được tử số là 118. Ở phần tập phân có một chữ số. Do đó mẫu số sẽ là 10. Như vậy nó bằng 118 phần 10. Rồi, các em thấy dễ không? Rồi, nếu thấy hay thì các em nhớ ủng hộ thầy giáo một like. Chia sẻ video cho bạn bè của các em cùng xem. Để cho thầy giáo có thêm động lực để làm nhiều video hữu ích hơn. Rồi, và khi xem video thì các em lên không nên tiết kiệm một vài giây. Các em comment ở bên dưới để động viên thầy giáo. Comment ở bên dưới video vừa là tương tác video giúp thầy giáo mà vừa là tạo cho thầy giáo có thêm động lực để sản xuất ra nhiều video hữu ích hơn phục vụ các em trong quá trình học tập. Tiếp theo các em sang bài tập số 4. Viết hỗn số thành số tập phân Câu E Bây giờ các em viết hỗn số 2 và 5 phần 10 thành số tập phân Các em nhớ chuyển hỗn số thành số tập phân Thì phần nguyên của số tập phân Chính là phần nguyên của hỗn số này Được chưa? Tức là ta có 2 Rồi tiếp theo là dấu phẩy Phần nguyên của số thập phân chính là phần nguyên của hỗn số, tức là 2. Tiếp theo đến phần thập phân này. 5 phần 10, được chưa? Mẫu là 10. Do đó phần thập phân của nó có một chữ số. Các em đưa tử số vào phần thập phân luôn. Ta được là 2,5. Tiếp theo là 18 và 9 phần 100 các em chuyển về số thập phân như sau. Phần nguyên của số thập phân chính là phần nguyên của hỗn số, tức là 18. 9 phần 100 thì các em đưa 9 vào phần thập phân. Các em đưa tử số vào phần thập phân, được chưa? Nhưng ở đây mẫu là 100 thì phần thập phân của nó phải có hai chữ số. Như vậy các em thêm một chữ số 0 vào và đằng trước chữ số 9 cho nó đủ hai chữ số. Các em nhớ thêm vào đằng trước nhé, chứ không phải thêm vào đằng sau đâu. Rồi tiếp theo là 50 và 37 phần 100. Các em chuyển về số thập phân như sau. Phần nguyên của số thập phân chính là phần nguyên của hỗn số, tức là 50. 37 phần 100, các em đưa luôn 37 vào phần thập phân. Ở đây mẫu là 100, thì phần thập phân của nó có 2 chữ số. Ở đây phần thập phân của nó đã đủ 2 chữ số rồi. Được chưa? Tiếp theo này. Câu B. 44 và 32 phần 1000. Phần nguyên của số thập phân là 44. 32 phần 1000. Như vậy là phần thập phân của nó phải có 3 chữ số. Ở à đây 32 chỉ có hai chữ số thôi. Như vậy là các em phải thêm một chữ số 0 vào đằng trước. Rồi như vậy bằng 44,032. 174 và 9 phần 10. Phần nguyên của số thập phân là 174. 9 phần 10. Mẫu là 10 thì phần thập phân có một chữ số. Các em đưa luôn 9 vào. 310 và 12 phần 1000. Phần nguyên của số thập phân là 310. 12 phần 1000. Mẫu là 1000, như vậy là phần thập phân của nó có 3 chữ số. Ở đây 12 chỉ có 2 chữ số rồi. Như vậy các em phải viết thêm một chữ số 0 vào đằng trước cho đủ 3 chữ số. Các em nhớ là viết vào đằng trước nhé. Tiếp theo các em sang bài tập số 5, viết số thập phân thành hỗn số. Bây giờ các em làm ngược lại, viết số thập phân thành hỗn số. Rồi phần nguyên của số thập phân chính là phần nguyên của hỗn số này, là 2, Được chưa? Bây giờ đến phần phân số, các em viết như thế nào? Ở đây phần thập phân của nó là 3, các em đưa 3 vào tử số. Phần thập phân của nó có một chữ số như vậy mẫu là 10. Hai chữ số là mẫu là 100. Ba chữ số thì mẫu là là 1.000. 27,8 Phần nguyên của hỗn số chính là phần nguyên của số tập phân, tức là 27. Phần tập phân là 8, các em đưa vào tử số. Ở đây phần tập phân của nó có một chữ số, như vậy mẫu là 10. 10,02 Phần nguyên là 10 0,2 các em đưa vào tử số 0,2 chính là 2 Chính là 2 thôi Ở đây phần tập phân có hai chữ số Như vậy mẫu là 100 Câu B 300,5 Phần nguyên của hỗn số là 300 Phần tập phân là 5 các em đưa vào tử số Ở à đây phần tập phân có một chữ số Như vậy mẫu là 10 14,003 Phần nguyên của hỗn số là 14 003 Thì các em đưa vào tử số 003 các em lấy 3 thôi Phần tập phân có 3 chữ số như vậy mẫu là 1.000 41,123 Phần nguyên của hỗn số là 41 123 các em đưa vào tử số Phần tập phân có 3 chữ số Như vậy mẫu là 1.000 Rồi được chưa? Các em xem rất là dễ luôn Cách viết một hỗn số thành số tập phân Và cách viết một số tập phân thành thành hỗn số thì trong bài hôm nay các em đã nắm được cách làm. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Và đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Học Toán Online đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Học Toán Online. Và các em đừng quên chia sẻ video, chia sẻ kênh Học Toán Online cho bạn bè của các em cùng biết. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp chúc em học tốt